Tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Đắc Hà, chiều ngày 14 tháng 11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang kiểm tra thực tế tình hình đầu tư hạ tầng, việc giao đất ở, đất sản xuất và tình hình đời sống của người dân tại dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đắc Hơ Rinh, nay là xã Đắc Long, huyện Đắc Hà. Dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đắc Hơ Rinh, nay là xã Đắc Long, huyện Đắc Hà, giai đoạn 2009-2015, có tổng diện tích quy hoạch 690 ha, quy mô bố trí dân cư 300 hộ với 1.500 nhân khẩu, tổng mức đầu tư phê duyệt gần 150 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đã kết thúc. Tuy nhiên, tình hình di dời các hộ dân mất đất và thiếu đất sản xuất do bị ngập lòng hồ thủy điện Pleikrong còn thấp, chỉ đạt khoảng 42%. Một số chính sách hỗ trợ chưa thực hiện, hiện còn 85 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất. Bên cạnh đó, quỹ đất sản xuất không đảm bảo theo mục tiêu dự án được duyệt. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chế độ hỗ trợ dành cho người dân tái định cư để sớm lên nơi ở mới. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện xem xét chủ động cân đối, lồng ghép các nguồn vốn để khắc phục, hỗ trợ người dân, hoàn thiện, chỉnh trang nhà cửa, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, tiếp tục ra soát, thực hiện đo đạc để triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân chưa được cấp tại khu tái định cư theo đúng quy định.